súng săn 30. Chị thấy hơi chị đổi em còn đúng không? Đằng mai em gửi cái hàng luôn. Tính cho chị chăm. Luôn cho mấy chị 25 nghìn.
đẹp lắm á. Ai đang cầm anh đang gì mà đang 25 mã chấm vuông này nó xả cho mấy chị 29 ngàn. Chấm vuông 29, chấm vuông 29 nha. Đâu đâu cần làm gì đâu, đeo lên
Bây giờ trong shop vẫn bán là 190, 180, 222 nha. Nhưng mà chuyên bán tóc là lại cái giá nó hơi rõ luôn á. Ai mà cần tóc thì chạy cho thì hú em. Bán cái sale nhẹ. Sống được bà hai. Còn cái tóc của em nhẫm cao lên và em chọc cái tóc này vô là ok. Thank you.
xung quanh em đồ quá trời đồ luôn. Bây giờ cũng xả lỗ cho cái lỗ nè. Ai ở chết mẹ em ăn ồn cọc mấy chục cái luôn. Áo đang mặc 25. Hồng, ai lên.
vô á, thấy rẻ cái mua chốt cái một cái một cái một xong rồi trong đủ đơn nó phải xả ra. Ai xong mấy hoa cúc em còn đen còn tím nha, 15.000. Thank you.
anh là mặt trắng nha.
xanh, sáu chín ngàn, cũng giấy xanh chuối phồng cái nữa, 20 ngàn. Áo của trà xanh, áo trà xanh nha mấy chị ơi, 75. Cổ này cổ giãn nhưng mà tay làm biến chồng lớn sợ không chồng. Thank you.
nào. Ai chết đi. Áo có màu. Anh hãy nói là
Thank you.
con cua diếp, con bướm heo. Xả luôn 32.000, chỗ áo nhập 39.000 luôn. Áo hồng bướm là hình heo nha mấy chị ơi. Xả 32. Thank you.
bông dài nha, với một cái quần đùi trắng. Cái này mấy chị mà đi du lịch đồ sang lắm nè. Theo là 125.000. À nó xếp trắng, chút xếp trắng 125. Xếp sơ mi trắng 125. Nó có một kiểu màu mà nó nhiều mèo.
bán luôn á. Cái hàng của người ta bán sớm. Đây mới xả được cái áo sọc này. 15.000. Sọc hồng 15k. Sọc da chứ, màu da da. Sọc da 15. Trời ơi, nghĩ gì.